Mùa 2020 có thể coi là một mùa giải bản lề cho sự phát triển của Than Quảng Ninh kể từ khi họ góp mặt tại sân chơi V-League. Họ sẽ cho ra mắt một sân cầm phả với diện mạo mới, nơi mà họ sẽ đón tiếp những đội bóng mạnh của châu lục tại AFC Cup. Chính vì thế, trong lần thứ hai tham dự, ban lãnh đạo và huấn luyện viên Phan Thành Hùng đang cho thấy sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng từ ngoại binh chất lượng, tân binh giàu khát khao và cả những kế hoạch tập huấn cùng thi đấu chi tiết. Mùa giải năm nay khi câu lạc bộ Thẳng Linh được tham gia giải đấu AFC và rất là nhiều giải đấu khác nữa thì lực lượng giày như này thì em cảm thấy rất là yên tâm với cái sơ đồ chiến thuật mà bọn em sẽ phân bổ cho từng giải đấu một. Và hy vọng là các cầu thủ mới sẽ hòa nhập tốt với câu lạc bộ. Khi mà mọi yếu tố và nhân tố cần thiết đã có thì việc quan trọng giờ đây là vận hành con tàu Than Quảng Ninh thật hiệu quả thuộc về ban huấn luyện. Đó là bài toán không dễ và đòi hỏi nhiều thời gian để tìm lời giải. Trong đó, sự hòa nhập của bộ đôi Trần Xuất Fagan và Jemeling được xem là điểm mấu chốt. Fagan và Jemeling thì đã thi đấu rất lâu tại V-League rồi và trong những trận đấu vừa rồi thì do chưa hòa nhập được với đội nên là cái độ gắn kết nó chưa được cao và hy vọng là trong những trận đấu sắp tới thì Fagan và Jemeling sẽ hoàn thiện được những kỹ năng của mình. Tuy vậy, khó có thể đòi hỏi các cầu thủ có thể thi đấu tốt ngay, nhất là trong giai đoạn tầm nặng để tích lũy thể lực như hiện tại. Chính vì thế mà giải đấu sắp tới do Viettel tổ chức sẽ là nơi huấn luyện viên Phan Thanh Hùng và các cộng sự của mình đánh giá chính xác nhất về hiệu quả của sức mạnh trên hàng công.